17. Cảm tạ. Ngự Thiện Phòng làm việc kiểu gì thế? Rõ ràng đã nói là chỉ cần là bánh phù dung do Tiểu Tinh Tinh làm thì phải để lại vài mẫu cho ta. Kết quả hôm nay thì hay rồi, đến nơi đã chẳng có gì hết. Đúng đó tiểu chủ, nô tì mới sáng sớm đã đến đây chờ, ai ngờ cũng không còn một miếng nào. Tiểu chủ, bánh phù dung do Triệu Thừa Ứng trưởng làm thật sự ngon vậy sao? Tất nhiên rồi. Người không biết khi lần đầu ta ăn bánh phù dung của Tiểu Tinh Tinh, bánh phù dung ngon thế này, lỡ như sau này ta không được ăn nữa thì sao đây? Không đâu tiểu chủ, nếu người muốn ăn thì bảo Lan Nhi đến báo ta một tiếng, ta nhất định sẽ làm ngay cho người. Cô nói thật sao? Tiểu Tinh Tinh, cô tốt quá đi mất, ta yêu cô quá. Tiểu Tinh Tinh, sau này mấy người nhanh nhẹn lên cho ta. Chỉ cần thấy Tiểu Tinh Tinh ở trước cửa Ngựa Thiện Phòng thì phải canh chừng ngay trước cửa. Nếu để ta ăn được bánh phù dung của Tiểu Tinh Tinh thì ta sẽ ban thưởng cho từng người. Dân muội muội, tỷ tỷ, bánh phù dung này là do Tiểu Tinh Tinh làm đúng không? Sao tỷ biết hay vậy? Ta vừa ngửi cái mùi là biết ngay. Mùi của tỷ tỷ thính quá. Thật ra cũng chẳng biết hôm nay bị làm sao mà ta hôm nay rất muốn ăn bánh phù dung, còn đến cả Ngự Thiện Phòng nữa. Nhưng mà chẳng còn miếng nào cả. Quá ra đều ở chỗ mùi. Tỷ tỷ không biết đó thôi. Bánh phù dung này do Triệu Lệ Mục làm sáng sớm, sau đó cho người mang tới đây, người khác tất nhiên không ăn được. Triệu Lệ Mục sao? Ngữ Tinh tỷ tỷ đã thi đỗ Lệ Mục từ lâu, bây giờ đang chuẩn bị cho kỳ thi thăng cấp của Lệ Mục. Vậy sau này chẳng phải ta sẽ không được ăn bánh phù dung nữa rồi? Tỷ tỷ, đúng lúc chỗ ta còn một ít, nếu tỷ tỷ thích thì lấy ăn đi ạ. Thật sao? Dạ. Ta dùng hết kiến thức trong đầu
chắc kết quả sẽ không đến nỗi quá tệ. Cha, người hãy phù hộ cho con. Nhan, ngài đọc đi. Tiếp theo ta sẽ công bố Nhan Nguyễn Nguyệt bốc được 17 toa thuốc. Vị thuốc và dung lượng đều chính xác. Được 17 điểm. Triệu Ngữ Tinh, cô bốc được 13 toa thuốc, cũng hoàn toàn chính xác. Được 13 điểm. Hai người đó, một người bốc được ít, một người bốc thuốc sai hết phân nửa. Ta hy vọng hai người trong vòng thi thứ ba sẽ cố gắng hơn nữa. Hiểu chưa? Dân ạ. Đao pháp của Nhạc Huynh đúng là xuất thần nhập hóa. Giật Duy Huynh, Huynh về rồi sao? Thiết kế cảnh trí của Ngự Hoa Viên chắc thuận lợi lắm. Đúng vậy, lần này về chuẩn bị nguyên liệu đá trước, thì hôm nay được hai giò rượu ngon nên mang đến chia sẻ với Nhạc Huynh. Mấy hôm trước mới uống than mã đứt, hai người thật ăn ý. Nào, chỉ tiếc ta tới chậm một bước, nếu không thì ba chúng ta uống cùng nhau rồi. Rượu ngon. Nhạc Huynh, chuyện ở Túc Ngọc Cung lần trước ta đi vội vàng, chưa kịp cảm tạ Huynh. Chúng ta là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, đừng nói lời khách sáo. Giật Duy, cùng là nam nhân, ta hiểu Huynh. Ta cũng muốn buông tay để nàng sống thật tốt, nhưng trong thâm cung này e là không phải chốn dung thân tốt của nàng. Ta đâu phải không muốn đưa nàng đi chứ. Có phải ta vô dụng lắm không? Yêu một người không gọi là dũng cảm. Làm như Huynh buông tay vì tình yêu mới là nam nhân chân chính. Nào, lão phu biết các cô khi thi lại mục đã từng thi phân biệt dị thuốc, nhưng khi hái thuốc không chỉ phân biệt dị thuốc đó là thật hay giả, mà còn phải phân biệt được chất lượng của dị thuốc đó. Đúng, mời dị thuốc trước mặt các cô nhìn vào thì tưởng như nhau, thật ra dược tính tương phản hoặc là gần giống. Các cô cần phải dựa theo mùi và sắc của dị thuốc để nhận biết chất lượng của nó và chỉ ra được dùng để trị loại bệnh gì. Trả lời đúng một câu thì được một điểm, trả lời sai một câu thì được trừ một điểm. Thời gian thi là một nén nhang. Bắt đầu. Rễ cây này ngửi thì bùi và đắng, còn có vị hoàng liên nhẹ nhẹ, lại pha lẫn mùi của cam thảo và bạc hà. Là phục linh đúng không nhỉ? Không đúng, có thể là rễ sắn, hoặc là rễ sắn lâu năm. Đây là rễ sắn. Không đúng, là thương lục. Cũng không đúng. Đây là cái khó nhận biết nhất trong 10 vị thuốc. Nha đầu, xem thử cô có lòng hay không.
Cái này mình thật sự không chắc chắn. Không được, viết sai thì bị trừ điểm. Đừng mạo hiểm thì hơn. Chỉ cần trả lời đúng 6 câu thì đã nắm chắc chất chuẩn sự lấy một trong tay. Vì vậy, từ bỏ gói này thì hơn. Câu này hơi khó đấy. Nó muốn chết đi được. Mời tiểu chủ ngồi. Không ngồi, không ngồi đâu. Lâu lắm rồi ta không ăn nhiều bánh phù dung đến vậy. Biết đâu bữa trưa còn món ngon hơn nữa. Ta phải vận động mới được. Một, hai. Người nói xem, Mai Phi nương nương hào phóng thật đấy. Tặng hết tất cả bánh phù dung cho ta luôn. Nếu không chỉ là bánh phù dung, còn tặng chút ân sủng của hoàng thượng cho ta. Đúng đó, Mai Phi nương nương rất được hoàng thượng sủng ái, nhưng người vẫn khiêm tóc khiêm nhường, chẳng có chút kiêu kỳ nào cả. Thật hiếm có. Người nói cũng đúng. Tiểu chủ uống trà nhuận họng đi ạ. Tiểu chủ, người sao vậy? Bụng khó chịu sao? Người đâu? Cái con không có mắt kia, thấy Thục Phi nương nương mà cũng không quỳ. Nô thì đáng chết. Không hầu hạ chủ tử cho tử tế mà hốt quảng chạy loạn trong cung. Tiểu chủ của nô thì ban nãy, sau khi ăn bánh phù dung do Mai Phi nương nương ban cho thì đột nhiên đau bụng. Nô thì đang muốn đến thái y viện mời thái y. Cuộc thi kết thúc. Các cô bỏ giấy bút xuống. Cuộc thi thăng cấp của lại một đến đây là kết thúc. Sẽ có kết quả ngay sau đây. Các cô có thể trở thành lại một trưởng hay không thì dựa vào số điểm sau cùng này. Ta tuyên bố Nhan Huyễn Nguyệt trả lời đúng 6 câu, được 6 điểm. Cộng với điểm ban nãy thì được 26 điểm. Triệu Ngữ Tinh 10 câu, được 10 điểm. Cộng với điểm trước đó được 25 điểm. Nhưng điều đáng khen thưởng là cô lại phân biệt được vị thuốc khó nhất trong số đó. Chỉ Linh Căn. Chỉ thuốc này vô cùng hiếm có. Có thể thấy kinh nghiệm tích lũy được rất dày dặn, vô cùng ưu tú. Đa tạ Liễu diễn phán. Tuy chức chỉ là từng thấy vị thuốc này trong tập tranh của Ngự Dược Phòng, nên nhớ trong đầu. Có lẽ cũng nhờ cha âm thầm giúp mình, mình trùng hợp thấy được vị thuốc này trong thư tay của ông. Vậy người trở thành một trưởng lần này là Nhan Thái Y. Thái Y, không xong rồi. Thái Y, không xong rồi. Ngân Châm, Đồng giai tiểu chủ. Khi nãy Di Thần đâm kim vào huyệt hợp cốc của người, giờ người cảm thấy thế nào? Hình như đỡ hơn rồi. Liễu diện phán, chủ tử nhà ta mắc bệnh gì? Tại sao đột nhiên đau bụng? Chủ tử làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Ta khi nãy đau bụng dữ dội, e là đã hét đến toàn thân không còn sức lực. Bây giờ cảm thấy. Tiểu chủ, có cảm giác gì? Ta đói rồi. Đói.
Ta muốn ăn chè đậu xanh. Thứ phi tham ăn này đúng là chỉ có cô ta. Hôm nay đúng dịp thi thăng chức lại mục, cho nên hôm nay thần muốn để hai vị thí sinh cùng tham gia hội chẩn, xem như là một bài thi đối với họ. Giờ cơn đau bụng của ta đã giảm đi rất nhiều rồi. Đầu ta bây giờ toàn là chè đậu xanh, giò heo hầm, thịt kho tàu. Tiểu chủ, khi nãy nô tỳ nghe được Lan Nhi cô nương đã đi lấy chè đậu xanh cho người rồi, xin người đừng nóng vội. Xin hỏi người còn chỗ nào khó chịu không? Có lẽ là đói. Tiểu chủ, giờ người đang đau bụng, không thể ăn những món như chè đậu xanh. Ta hễ đến mùa hè, món ta thích ăn nhất chính là chè đậu xanh, chè bo bo các kiểu. Duy lại vì ta đau bụng nên không cho ta ăn. Không nói nữa, không nói nữa, càng nói càng đói. Hai người các ngươi có thể hỏi đồng gia tiểu chủ một câu hỏi. Nhờ câu hỏi này tìm ra chân tướng, tra rõ căn bệnh. Tiểu chủ, xin hỏi trước khi người đau bụng có phải đã ăn đồ gì không? Không có. Chỉ là hồi sáng ta có ăn bánh phụ dung mà Mai Phi nương nương cho. Tiểu chủ, câu hỏi của tỳ chức có lẽ hơi đường đột, xin tiểu chủ đừng trách. Không sao, ngươi hỏi đi. Dù sao các ngươi cũng trị bệnh cho ta mà. Huống hồ chúng ta đều là nữ nhi, không sao đâu. Tiểu chủ, dám hỏi, trước khi người đến kinh nguyệt có phải đều ăn những món như chè đậu xanh, chè bo bo không? Ta cách một hai ngày sẽ ăn một chè đậu xanh và chè bo bo một lần, cũng không để ý là trước khi kinh nguyệt đến hay là đến sau nữa. Xem ra hai người các ngươi đều có đáp án rồi. Bẩm đồng gia tiểu chủ, xin người đừng nóng vội, lát nữa sẽ chẩn đoán chính xác căn bệnh và kèm theo thang thuốc. Các ngươi lui ra hết đi. Di thần cáo lui. Tham kiến nương nương. Bẩm nương nương, nguyên nhân bị bệnh của đồng gia nương nương đã tra rõ ràng. Đứng lên rồi nói. Hai người các ngươi có suy nghĩ gì? Bẩm nương nương, khi nãy thi chức nghe đồng gia tiểu chủ nói cả buổi sáng người không ăn gì cả, chỉ ăn một miếng bánh phù dung liền bị đau bụng, cho nên thi chức dám chắc tội phạm đầu sỏ nhất định là bánh phù dung mà Mai Phi nương nương ban cho. Thi chức khi nãy hỏi đồng gia tiểu chủ về các món ăn, sau khi suy xét kỹ, Ti chức cho rằng bệnh chứng của đồng gia tiểu chủ có liên quan tới thói quen thích ăn đồ ngọt và thường xuyên ăn chè đậu xanh và chè bo bo. Loại chè này có tính hàn lạnh, nếu trước khi kinh nguyệt đến ăn những món hàn lạnh như vậy, hàn khí sẽ xâm nhập vào kinh mạch bụng dưới, sẽ làm cho bụng dưới đau thắt khi kinh nguyệt đến hoặc trong kỳ hành kinh. Đồng gia tiểu chủ vì lâu ngày ăn như vậy dần dần tích tụ mới khiến triệu chứng ngày càng nghiêm trọng. Lần này ăn bánh phù dung bị đau bụng chẳng qua chỉ trùng hợp thôi. Nếu Ti chức suy đoán không sai, kinh nguyệt của đồng gia tiểu chủ sẽ đến trong một hai ngày tới. Hồi bẩm nương nương, di thần vừa mới chẩn đoán nguyên nhân đau bụng của đồng gia tiểu chủ là do thường ngày ăn đồ hàn lạnh gây ra, không hề liên quan tới bánh phù dung. Ngươi dám khẳng định? Di thần chấp nhận lấy chức diễn phán ra đảm bảo. Xảy ra sự cố lớn như vậy làm rối cuộc thi, bây giờ đồng gia thứ phi đã bình an vô sự, vậy bây giờ sẽ tuyên bố thành tích cuộc thi lần này. Khoan đã, khi nãy ta ra một đề cộng điểm cho họ, chính vì đề này đã thay đổi tổng thành tích cuối cùng. Ngài không thể, đề này đến rất trùng hợp và đúng lúc, vừa hay kiểm tra được bản tính của hai người họ. Làm việc ở thái y viện kỵ nhất phán đoán lơ là, nhưng hôm nay lại có người phạm đại kỵ như vậy. Nhan Nguyễn Nguyệt, ngươi chưa từng hỏi kỹ càng đầu đuôi trước khi phát bệnh, thì đã một mực khẳng định do bánh phù dung xảy ra vấn đề. Ngươi như vậy, lão liễu, hội chẩn vốn không phải công việc chính của lại mục, càng không phải trách nhiệm của trưởng sự.
Nhân Uyển Nguyệt phán đoán sai lầm cũng có thể hiểu mà. Lời này của một diện phán sai rồi, cho dù không phải y giả nhưng cũng không được tùy tiện chỉ trích người khác. Đây không phải thái độ chưởng sự lại một của thái y viện. Triệu Ngữ Tinh, Ngươi Lâm Nguy đủ bình tĩnh, cũng đủ nhạy bén. Cho dù trình độ nhận biết dược liệu hay là năng lực tính toán, đều xứng với chức chưởng sự lại một thái y viện. Được, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là quản gia chưởng sự của thái y viện ta. Tạ Liễu diện phán. Mau lên, mau lên. Đưa tay chàng cho ta. Đưa ra. Chàng nhắm mắt lại đi. Làm gì vậy? Đây là gì vậy? Ngữ Tinh, dừng lại cho ta. Dừng lại. Dừng lại. Mau dừng lại. Dừng, dừng lại. Mau giúp ta đi. Để ta lấy ra cho chàng. Ta lấy ra cho. Cố nhìn chút. Cố nhìn chút. Cố nhìn đi. Cố nhìn chút. Đang làm chưởng sự lại một thì dám đánh lén ngự tiền thị vậy phải không? Vậy thì đã sao? Ta đâu có sợ chàng. Ta nói chàng biết, hôm nay tâm trạng tỷ tỷ vui nên đâm một kim nhảy múa cho chàng. Hôm nào chàng thật sự làm ta tức giận, nói không chừng ta đâm một kim lọt cái đó. Đừng đừng. Nói chàng biết, bây giờ kim bạc trong tay có cả thiên hạ. Được rồi, có cả thiên hạ mà nàng nói được rồi. Nói nàng biết, làm lại một trưởng rồi, sau này nói chuyện trong cung càng phải chú ý hơn, nghe thấy chưa? Cái thứ này ở đâu ra thế? Ta thăng chức chưởng sự mà, nên Liễu Diện Phán đưa chìa khóa vàng cho ta quản. Sau đó lúc ta dọn dẹp nhà kho của thái y viện thì phát hiện cái này. Ta thấy đây là ông trời đang ám thị với ta. Ta không chỉ phải làm chưởng sự, ta còn phải rèn luyện y thuật. Được, vậy sau này đừng lấy ta ra để luyện tập nữa. Lấy chàng làm vật thí nghiệm không phải là chuyện vui vẻ vinh quang sao? Vinh quang, rất vinh quang. Triệu chưởng sự văn võ song toàn. Ta đâu được xem là văn võ song toàn. Cha ta mới là văn võ song toàn. Ta cảm thấy đến lúc kể với chàng chuyện của nhà ta rồi. Cha ta vốn là một thái y. Cha lợi hại lắm. Cha ta văn võ song toàn, cái gì cũng biết. Nhưng không biết cha đắc tội với ai. Nhà ta liền gặp đại nạn, cả nhà bị diệt môn. Cho nên ta vào cung chính là vì điều tra chuyện này. Ít nhất ta phải tìm ra được nguyên nhân. Ta phải trả lại cho họ một công đạo. Mặc kệ sau này như thế nào, ta đều ở bên cạnh nàng. Ta nói chàng nghe, sự việc đang có tiến triển. Chàng có biết Liễu Diện Phán không? Hình như ông ấy rất thân với cha ta. Hình như biết rất nhiều chuyện, nhưng ông ấy không nói gì cho ta biết. Cho nên ta đã nghĩ ra một cách hay. Hôm nay không phải ta linh chức lại chưởng mục sao? Sau đó ta lấy lý do này tìm cơ hội. Buổi tối ta uống rượu với ông ấy, nhân cơ hội chuốc say ông ấy. Sau đó mau tin từ miệng ông ấy. Chủ ý hay, phải không? Nàng nói gì? Nàng muốn uống rượu với ông ấy. Đúng vậy, chuyện ông ấy thích uống rượu ta nghe từ lâu rồi. Không được, ta không đồng ý. Cô nam quả nữ, uống sai rồi thì sao? Cảnh tượng ta không dám tưởng tượng luôn.
Ông ấy là ông già đó. Đại ca à, chàng đang nghĩ gì vậy? Ta không đồng ý. Dựa vào đâu chàng không đồng ý là ta không được đi chứ? Nàng mà đi thì ta dở cái thái y viện luôn. Nếu chàng dở thái y viện thì ta không để ý tới chàng nữa. Chuyện này có gì mà đáng cãi nhau chứ? Tại sao phải cãi nhau về chuyện này? Nhạc ca ca, chàng đừng tức giận có được không? Những lời ta vừa nói đã nói nặng rồi, nhưng mà không có ý gì khác cả. Cùng lắm thì tối nay chàng đi với ta đi, nếu như chàng không yên tâm. Vậy thì chàng đừng tức giận nữa, có được không? Ừ là có ý gì? Chàng cắn thật sao? Ngữ Tinh, Liễu Diện Phán. Ngữ Tinh, nghe nói cô tìm ta. Đây là ý gì vậy? Ngồi xuống. Ta cũng đã lâu không xuống bếp rồi, không biết nấu có ngon hay không. Hôm nay không phải ta thăng quan sao? Nhờ phúc của ngài nên ta mời ngài ăn chút đồ, chúng ta chúc mừng một chút. Còn đem theo hai giò rượu ngon đến. Nha đầu này rất có tâm. Cái này hay. Nào. Liễu Thúc, sau này ta có thể gọi ngài là Liễu Thúc không? Ta cảm thấy như vậy thật thân thiết. Được thôi. Ta nói cô nghe, bắt đầu từ lúc cô đến đây, ta liền cảm thấy có duyên với cô. Nếu cô là cháu gái ruột của ta thì tốt rồi. Liễu Thúc tốt, gọi đi. Liễu Thúc tốt, gọi đi. Mời Liễu Thúc. Nào, uống đi. Ta nói cháu nghe, cháu gái à, cháu gái lớn, cái miệng này của Liễu Thúc, uống đã được 15 năm rồi. Thúc hiểu mà. Ta nói cháu nghe, rượu này cháu phải xem. Cháu nhìn đây, màu như thủy tinh, thơm như u lan. Duy nhất rượu hôm nay là vào trong bụng thôi. Liễu Thúc à, Thúc giỏi thật. Thúc uống rượu còn lợi hại hơn hạ độc nữa. Sao vậy? Đứa trẻ này nói bậy bạ gì vậy? Uống rượu mà còn nói chuyện hạ độc. Nào, rót đi. Nào, uống. Hai chúng ta uống rượu, sao còn bày một bộ bát đũa nữa chứ? Còn người sao? Vốn dĩ là có một người rất quan trọng sẽ đến, nhưng mà chàng ấy đến muộn rồi, chúng ta không cần để ý đâu. Chúng ta uống phần mình đi. Đúng, đến trễ mặc kệ hắn, không cho hắn chơi. Liễu Thúc, quyển thư tay lúc trước, thật sự cháu rất quý nó. Triệu Minh Khải, thái y, ta khâm phục ông ấy.
con người này của cháu sống không được tốt, rất là xui xẻo. Cháu sinh ra không gặp thời, cả đời này của cháu không còn cơ hội nào đến trước mặt ông ấy xin chỉ giáo nữa. Liễu Thúc, nhưng mà ta muốn biết thái y Triệu Minh Khải từ quan ở ẩn rồi sao? Ta cũng hy vọng ông ấy đưa theo vợ con từ quan ở ẩn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Không nói nữa. Nào, Thúc, Thúc biết mà, có phải không? Chuyện gì Thúc cũng biết cả, đúng không? Thúc nói ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta, Liễu Thanh Nguyên ta, cả đời này của ta, cả đời này của ta, nửa đời học y, nửa đời hành y, cả đời này của ta đã cứu được bao nhiêu người. Nhưng mà người bạn tốt nhất trên đời này của ta chết rồi, ta không cứu được ông ấy. Ta học cái này có ích gì chứ? Cháu nói đi, có ích gì chứ? Không nói nữa, không nói nữa. Liễu Thúc, thì ra Thúc giống ta. Hai chúng ta cùng chung hoàn cảnh. Đứa trẻ này dùng câu này có ý gì vậy? Đó gọi là, đó gọi là thảm họa như nhau. Không phải, gọi là cùng một ruột với nhau, cấu kết làm chuyện xấu. Cách dùng từ của Thúc ta chưa từng nghe qua. Thúc giỏi. Ta nói cháu nghe, ta có thể nói rất nhiều. Người phiêu bạc trong giang hồ, sao có thể không bị chém? Toàn bộ dựa vào bản thân. Ta thua rồi, Thúc cũng thua rồi. Được rồi, được rồi. Mấy món rau mà uống thành như vậy? Bảo Bảo, chàng đến rồi. Đến rồi, đến rồi. Đến nhà rồi, đến nhà rồi. Đến nhà thì tốt. Ta nói cháu nghe, không cho cháu uống thì cháu lại uống nhiều như vậy. Nào nào, không cần uống cùng ta nữa. Tỉnh lại đi, nàng chưa về đến nhà. Đầm đấm, đầm đấm, đầm đấm. Muốn, muốn, muốn. Muốn bắt đâm đớm. Kia cũng có. Đâu? Kia kìa. Sao ta không thấy? Chàng bỏ ta xuống, bỏ ta xuống. Được. Chàng xem, chạy hết rồi kìa. Nàng từ từ thôi. Khít nữa rồi xuống kia rồi. Bay mất rồi. Được rồi, được rồi. Chàng biết không, ngày xưa hồi ta còn nhỏ cũng cùng cha mẹ bắt đơm đớm. Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà sau đó họ đi cả rồi, giống như đơm đớm vậy, đi hết rồi. Chỉ còn một mình ta. Chỉ còn một mình ta thôi.
Chẳng biết không, ta thi vào thái y viện chính là vì muốn gần cha hơn một chút. Chàng không biết đâu, ta muốn giết chết hung thủ giết cả nhà ta tới mức nào. Nhưng mà ta quá ngu ngốc, mất nhiều thời gian như vậy, ta quá vô dụng. Mất nhiều thời gian như vậy mà chẳng làm được gì cả. Đừng khóc mà. Được rồi, được rồi. Nàng rất giỏi. Xem này, sắp trở thành lại một dưỡng sự rồi. Đừng khóc nữa nhé. Chàng nói có lý. Ta rất lợi hại. Chàng tránh ra. Ngài định làm gì? Ta nói chàng nghe, có một tên khốn ở đây. Ta tung một quyền là hạ được tên khốn đó. Mau đi thôi nào. Đi nào. Ai bắt nạt chàng cứ nói với ta. Được được, ta xử lý hắn. Được rồi, được rồi. Nàng sai rồi. Được rồi, chưa hôn tới. Được rồi. Đại bảo bối, đi thôi. Mệt lắm không đi được. Vậy để ta bế nàng. Nào. Nào nào nào. Nào. Sao như một đứa trẻ con vậy? Đi thôi, bạn nhỏ. Đi thôi. Hoàng thượng triệu di thần đến, có gì muốn dặn dò? Khanh có biết một người tên là Lữ Kỳ Lương không? Đó là người cả đời này chẳng có thể gặp nhưng không thể cầu. Người này học rộng hiểu nhiều, tinh thông y thuật, binh pháp, thiên văn, bói toán. Có thể nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Chỉ đáng tiếc người đó vẫn luôn kiên quyết không chịu ra làm quan, về già vào chùa đi tu, bôn ba để phản lại triều ta. Mấy hôm trước trẫm nghe nói đệ tử của hắn cùng một người tên là Tăng Dĩnh thường xuyên qua lại. Trẫm nghi ngờ chúng âm thầm câu kết, có hành vi phản loạn. Tụ tập làm loạn là trọng tội. Không biết Tăng Dĩnh mà hoàng thượng đang nói tới giờ đang ở đâu. Di thần sẽ dẫn binh đi tiêu diệt. Theo như tin báo, phạm vi hoạt động của chúng là ở vùng Liêu Đông, thuộc phạm vi cai quản của phụ thân Khanh. Khanh lập tức báo cho Nhạc Khanh, bảo Khanh ấy để ý nhất cử nhất động của Tăng Dĩnh, báo lên cho trẫm bất cứ lúc nào. Khanh gánh trọng trách bảo vệ hoàng cung, không thể tùy tiện điều đi được, cứ ở nhà đợi lệnh đi. Vâng. Triệu Ngữ Tinh, cô dựa vào cái gì mà đòi làm một quản sự chứ? Cô ăn cướp, cô cướp vị trí của ta. Rõ ràng điểm của ta cao hơn cô, dựa vào cái gì chứ? Triệu Ngữ Tinh, sao người cô đầy mùi rượu vậy? Cô bị rơi vào thùng rượu à? Ta rơi vào thùng rượu thiệt mà. Cô, tỷ tỷ, sao trên đầu tỷ có phấn hoa nhỏ kìa? Ta không chơi với cô. Cô đi nói với Liễu Diện Phán, nhắc lại một chữ sự là của ta. Uống một tí đi, uống đi. Cô uống đi, uống đi. Uống đi mà. Cô muốn chết à? Uống đi. Cô thơm quá đi mất. Lão cũ. Ai là lão cũ của cô? Ta là lão cũ của cô đây. Đi. Đi. Đi.
ôm cái, ôm tỷ tỷ. Lão cũ, ôm nào. Liễu Diễn Phán, Ngữ Tinh, định ra ngoài à? Hôm nay ta được nghỉ mà. Chuyện tối hôm qua, tối qua làm sao ạ? Đã xảy ra chuyện gì? Trẻ con dễ dạy. Phải rồi, chuyện lão Triệu cháu cũng quên luôn đi nhé. Lão Triệu là ai vậy? Hôm qua chúng ta uống rượu, có ngồi cùng người đó nữa à? Đầu tóc tẩy mà, uống rượu và chẳng nhớ gì hết. Được, hôm nay cháu nghỉ đúng không? Vậy mà hay, giúp lão phu đưa thuốc cho Hoàng Sơn Tự ở ngoại thành một chuyến. Sao vậy? Người ta nghỉ mà thuốc còn bóc lột. Đi đi. Đúng là trời giúp ta. Đây rõ ràng là muốn ta xông lên khởi nghĩa mà. Hồng Nhi, nàng xem đi. Tốt quá rồi. Hoàng thượng rất sợ bảo tỏa quý báu của mình bị kẻ khác cướp mất. Từ sáng tới tối giác kiệt ốc, chỉ muốn diệt sạch tất cả phản thần. Có khi thế lại mang đến cho tướng quân một cơ hội tốt. Nàng sao vậy? Sao không nói gì? Không mừng cho ta sao? Tướng quân vui, Hồng Nhi cũng vui. Hồng Nhi chỉ đang nhớ đến ngày xưa thôi. Vậy ngày trước tốt hơn hay là bây giờ tốt hơn? Có tướng quân bên cạnh, ngày nào cũng là ngày tốt đẹp. Hồng Nhi, chuyện lần này nếu thành công, ta sẽ có thể cho nàng vinh hoa cả đời. Nhưng nếu bại, e là phải liên lụy nàng cùng ta xuống hoàng tuyền. Đến lúc đó nàng đừng trách ta nhé. Không đâu. Từ khi tướng quân nhặt ta về từ loạn Tán Cương, ta đã nhận định đời này sống là người của chàng, chết là ma của chàng.